Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Thế Giới Game Mobile nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một game đấu võ đường phố đó, thể loại đối kháng ha. Thì đây là về những cái nhân vật trong vua hải tặc đó các bạn. Đó, thì các bạn ai mê cái phim này thì các bạn sẽ biết những nhân vật này là ai rồi. Nhưng mà cũng hơi là khá là khó đấu nha các bạn, chứ không phải là dễ dàng đấu đâu. Thì mình đấu mấy trận đều bị thua hết trơn, có mà chỉ được một trận thắng thôi. Rồi, rồi các bạn cùng nhau tải về để trải nghiệm cùng mình nha. Chúc các bạn có một buổi chơi game thật là vui vẻ nha. It's gonna be a battle. ]力を使いすぎたか? Final round. Ouch!